Sáng nay, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tang lễ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng đã viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu". Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cũng đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn với gia đình, bạn bè, đồng chí đồng đội và nhân dân. Noi gương đồng chí, chúng tôi tay nắm chặt tay, ra sức phấn đấu xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh. Xin vĩnh biệt người anh, người đồng chí kính mến." Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn đã viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung gửi vòng hoa kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Cũng trong sáng nay, rất nhiều đoàn đại biểu đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh thành trong cả nước, các tổ chức chính trị xã hội, hội đồng hương và đồng đội của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931, quê quán tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn rất trẻ. Năm 1949, đồng chí được kết nạp vào Đảng. Sau đó, đồng chí tham gia quân ngũ, kinh qua nhiều vị trí, đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo cấp cao trong quân đội. Tháng 4 năm 1984, đồng chí làm chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh 719 Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Đồng chí được thăng quân hàm thiếu tướng. Tháng 6 năm 1988, đồng chí được thăng quân hàm trung tướng. Tháng 8 năm 1988, đồng chí làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, rồi chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương. Tháng 6 năm 1992, đồng chí được thăng quân hàm thượng tướng. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư, khóa 8, tháng 12 năm 1997, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, Bí thư Trung ương Đảng khóa 7, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 7, 8, Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị khóa 8, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10. Năm 2006, đồng chí được nghỉ công tác theo chế độ. Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do tuổi cao, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần ngày 7 tháng 8 tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ sáng nay đến 12 giờ ngày mai, 15 tháng 8 năm 2020. Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2020
tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa Trang Mai Dịch, Hà Nội. Thưa quý khán giả và các đồng chí, cùng với lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, sáng nay, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí tiếc thương vô hạn, ngay từ sáng sớm, hàng trăm đoàn đại biểu của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trung ương và địa phương cùng các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xếp hàng chờ vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất. Trong suốt 89 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp cách mạng của nước ta thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng. Đồng chí luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của một người lính, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết. Đặc biệt, với đồng bào chiến sĩ miền Nam, ông luôn là một quân nhân, một nhà chính trị lỗi lạc, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân, luôn kiên định, nhiệt huyết với sự nghiệp của Đảng, của dân. Từng giữ cương vị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, để Đảng ta luôn xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Cùng với những đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới của Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước và mở rộng quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay cũng đã được tổ chức tại hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Dự và tổ chức lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu tại tỉnh Thanh Hóa có đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, các đơn vị quân đội trên địa bàn quân khu 4 và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Vòng hoa của các đoàn đến viếng trân trọng ghi dòng chữ: vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ sâu thẳm trong lòng quân và dân quân khu 4, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người lãnh đạo luôn gần gũi với dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của dân, một con người luôn mang trong mình nhiệt huyết với công cuộc xây dựng Đảng, người cán bộ luôn gần gũi, sâu sát, luôn quan tâm đến cán bộ chiến sĩ. Mặc dù nghỉ hưu, nhưng đồng chí Lê Khả Phiêu luôn quan tâm, theo dõi đến mọi bước trưởng thành, phát triển của quân và dân quân khu 4 nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu là mất mát vô cùng to lớn đối với quân và dân quân khu 4, mà đặc biệt là lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.